Ờ, chào mẹ con cháu nhá. Chào chị nhá. Đây cả xuống đâu. Một lỗ đây đâu. Chúng chắc là bao nhiêu là được ạ? Đóng cái cọc không? Anh ra ngồi nguyên đấy. Đây, bây giờ anh xếp ở đây. Chúng ta nó xấu mốc nó ở đây ra. Đây, mình phải kéo ra đấy, đấy. Đây. 3 mét 6. Đây 5 mét đây, đây cơ. 5 mét đây cơ. Làm cái đấy. Đó, làm lấy chỗ phát hàng. Đấy, tôi bỏ gần gốc lắm. Chị chắc. Đấy, ăn chim đấy. À, cái này. Chưa, cột rồng. Chưa, cột rồng cho bao nhiêu? Chưa đồng. Còn xem cái cọc nữa. Cái cột dưới này nữa. 75. Mét 75 đúng kim. Mét 75 sang bên này lấy mét 75. Lấy kim phải trong bắt đầu là. Xỏ sang là buộc sang buộc vít. Cái xe thì được cực kỳ luôn. Cho cún được thấy được không? Phải 5 cây. 5 cây đoàn tay chứ 2 cây thì không được. Cây nóc. 2 cây 2 đầu cột cũng 2 cây kia nữa, phải 5 cây. 5 cây thì tre ở đây, tre vào đây là được rồi. Ừ, tốt quá nhỉ. Cái này đàn đất không nhanh mà. Còn có mỗi 2 em phố nữa. Để đến đây thì cũng xong rồi. Chiều này rộng hơn chiều đằng sau sao ấy nhỉ. Mình lấy hướng kiểu này là mình lấy đó. Đo đi đo đi đủ 5 mét rồi nhá. Lấy thứ mét về đường đo thầy. Con trâu ơi, con ngủ dậy rồi à? Em vào hộ chị đấy. À, bé nào. Em đến đây giúp chị thì ra kia hộ chị đấy nhá. Chị đưa cháu đi tiêm. Ôi tính bà. Em nhờ các anh giúp đỡ làm giúp em đấy ạ. Em đưa cháu đi tiêm ạ. Rồi rồi. Ok. Khuyên cháu đi tiêm nè. Cột này còn cao ấy. Không, cột phải chặt đi chứ. Đo rồi mà, đến đây rồi. Quay đâm ra da nó sắc ra. Chưa, đâu vào đâu ấy chắc gì. Đến đây nhá. Trên đầu mặt nhá. Mặt cái lỗ lắm cái sâu. Ôi. Bởi vì là nó ở cái nền nhá. Đặt vào cái đây trong đây. Mình tính. Anh à, lấy chỗ khẩu bao. Anh để ngang từ đây mới biết được. Là chồng có tốn chưa mập rồi à? Rồi là mập rồi.
anh nhìn xem hai tâm cái nào cao nó thấp nào. Xuống dưới tâm kia là cơ nó mới đứng được. Để anh hãy kết luôn, buộc kết luôn đi. Nhưng mà ông phải nhìn xem thẳng kia ông ơi. Anh hối nhìn nào. Nhìn thẳng một lắm. Hôm qua nấu cơm ăn đây kìa. Đây quả mấy bốn cái này. Mấy phân này. Thôi thôi. Thế thôi. Tìm cho bạn này. Đây các bác về hộ làm. Mua đây bảo các bác về làm hộ. Mua cho ít thức ăn. Anh ăn đến đây làm gì? Anh đi về đi. Cho bác Giang lên bỏ nóc cái này. Không, các bác làm thì mình... con vịt thôi. Tâm đi về. Tâm đi về đi. Ông cầm đi về đây. Này này này, đem hà, đem hà. Không, cái này đâu. Đấy, tầm đấy ông ạ. Cái đấy tầm đấy. Bổ hộ, nó dễ. Làm bỏ thịt đâu rồi? Là cả bên này. Cái này thì... Cái này phải làm cái nóc giả đây nhá. Nóc giả đúng mất thấp. Nóc giả từ... Cái xe mưa này lên thôi. Vâng. Hà này. Đói rồi. Vợ anh Đức xem không đưa cầm ra chiếc cái tay ấy rồi. Cắt những cái này kia, không mắc đội, phải đội ít lá lên này. Cái tay nó cứ hạt mướp có cắt được. Cái xe nào có được thì nhuận xong. Anh Hải cắt tiếp lấy ít sắt mà buộc kéo lên này. Ôi, nhỉ, ai cầm đi đâu nhỉ? Chưa mới thắng mít. Làm một tí đi. Này là con này. Này, kéo đi. Con này là tốt lắm. Cái này có cần lấy xuống không? Nó chắc đây. Ừ. Mụn không thành thì... Chơi thế này à? Đấy. Thế này à? Có phải có lại phải một người nữa phải chơi game phụ không? Bên mẹ bên kia nhá. Hai bó là hai gì? Không tay đâu, không tay đâu. Em ơi chồng cò hộ chị với nhé. Cún này nhé. Chị đi lấy ngô. Đây là cô nha. Mẹ đi lấy ngô nha. Hai đứa ở với cô nha. Mẹ đi lấy ngô mà. Nhẹ đây nhỉ. Quay ơi, là quay nè. Đây đây chưa được chị chip. Hãy
bắt đầu cắt đi buộc rồi. Ơi. Mà thằng này nó có ăn khỏe không? Năm niềm bảo ăn yếu thôi. Mà thằng này ăn yếu thì không thua. Thằng này ăn khỏe là nuôi nó để lấy cứt được. Nó chọn cây hơn là ăn chọn mà rút óc không mà. Lên luôn. Nào chào. Mày luôn nhìn khô. Không thì những cái khác thì dưỡng. Ok. Cháu bắt cái bữa ăn đây nha. Rồi. Không xong rồi chỉ có miền trước là. Đấy là. Đúng rồi. Đấy, phần bố phần bót cái này này. Ông lấy phần bạn cứ cầm lại. Phần cắt hai bên úp một bên ngửa trên chó đấy của ông là tôi của tôi là chắc chắn là của ông cứ kéo về ông để phải làm bên kia cho cháu cơ bên kia thì anh không với được là có người đưa đây là bên tôi là bậc tiền bối rồi thì nó ăn luôn mà hả sáu trăm hai nó cũng phải chém 400 đến 500 nóc cháu này là mới ăn hỏi thôi nó phải xong nha mà bố nó làm cũng đằng có 20 triệu tiền mặt bao nhiêu cáp nữa bác không hợp nhau thì bao nhiêu tiền người ta cũng có bác không nhau là tối nào cũng lấy nhau chắc là từ nay đến Tết là bên kia họ cũng mang lễ là họ trả thôi. Cái nắp đấy là cho ông khách là cháu làm việc đó. Sao anh với chú ơi, nghỉ tay ăn ngô đi ạ? À? Đúng rồi, xuống đây. Xuống luôn ngô đây. Ăn ngô à? Ăn ngô đấy ạ? Ăn ngô à? Nó ăn ngô á? À? Ông bàn chìa tay thế nào đấy? Cái này, thôi cái này. Qua đây để anh lấy. Nhà, người ta đi biển nhà. Nó ngủ chị ạ? Cháu nó ngủ. Em cố gắng điệu giúp chị với nhá. Vâng. Cháu nó ngủ rồi. Vâng. Chị cứ làm. Em ngồi ở đây đi. Ngồi xuống. Cho đỡ mỏi. Không không, mình buộc cái này mình. Ông nhìn cái mắt nó đều đều nhau. Đấy cái đàn kia đụ mặt kia ăn đâu. Cái lạc mới ra cháu cháu cái lạc ok nó mà lên nó bán này được cho cháu một cái luôn. Nó bán ở sân vận động và cái trên này ông Thái Nguyên tuy nhiên không phải trang để mà tôi lên cái này luôn không có mấy ngày khác chứ ăn được.
lại sao mà. Có lạt chưa? Chưa. Không có lạt là xin. Bạn bỏ bán lạt đi. Lạt đi con. Nghe mình được thêm dưới được không? Cho cái trắng vào cho nó hết đát, nhìn nó đẹp. Lấy con dao mà tàn cắt không hả? Bừa đi, cạo luôn. Đập kia. Chung ngủ này. Mệt không mệt cái lá mình lập từ đời này cho nó dài kia mình chắc là từng mãi mình miền có mẹ chứ được đấy. Nhưng mà mình còn ngủ được một tí đấy, có ngủ đâu. Cái nhà từ từ nó tên đưa tôi sắp cái này lắm cứ biệt lắm. Đúng mặt lên. Nếu mà chưa vót đấy là con mời anh chưa? Án là như thế là coi như là căng đét lên. Tiêm một số đó. Ốm rồi nha. Ôi. Ốm á? Hết rồi nhỉ. Tiêm sốt thế. Tiêm á? Ố. Khoai đâu? Anh tránh nè, phải cho khắc lấy lên được.
Con bị sốt này á, con bị đau chân á, hôm nay đi tiêm phòng tiêm si vào chân con này á, đau lắm á, chưa lắm nhờ. Hai chị em sốt rồi nhờ. Hôm nay đi tiêm phòng bác sĩ tiêm chiêu vào chân em á. Đau lắm á. Ở bên hướng ngõ ý nó cuốn cháu cảm ơn. Thôi thế chú xin phép nhá. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, mẹ con cháu cảm ơn. Đấy rồi đó. Cắt cái này khác mà hiên đấy. Ai chỉ chó không phải. Em về nha, chị cảm ơn nha.